khỏe mạnh, tiết ra các enzyme tiêu hóa đầy đủ phù hợp với tuổi và có một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Thế thì tôi cũng đã trình bày về cái vai trò của hệ vi sinh đường ruột rồi. Thế thì về hệ vi sinh đường ruột, nó sẽ chịu tác động của các cái thuốc kháng sinh. Thì những cái thuốc kháng sinh mà chúng ta dùng vào để chúng ta diệt các cái tác nhân gây bệnh trên đường tiêu hóa, hay là dùng cho các cái bệnh cảnh nhiễm trùng ở trong toàn thân, thì nó diệt những cái con vi khuẩn đó, thì nó cũng đồng thời là nó diệt đi các cái vi khuẩn mà gì ạ, có lợi cho cơ thể. Và trong đường ruột của chúng ta nó tồn tại các cái hệ vi khuẩn như thế, thì nó lại có những cái vi sinh vật mà nó gọi là gì ạ, nó có khả năng chống đỡ lại với thuốc kháng sinh, chống đỡ lại với cái môi trường của cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Thì khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định, sử dụng kháng sinh kéo dài, thì nó sẽ làm gia tăng các cái vi sinh vật này, người ta gọi là các vi sinh vật kỵ khí. Và khi gia tăng các cái vi sinh vật này thì nó lại gây ra đến một cái tình trạng nặng cho cái đường tiêu hóa, tức là gây các cái tổn thương viêm, gây các cái tổn thương nhiễm độc, gây các cái sự thay đổi trên cái hệ chuyển hóa của đường ruột. Và vì vậy thì nó sẽ dẫn đến các cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa như nôn, như đi ngoài, như chướng bụng, đầy bụng, khó tiêu, hay là em bé ăn không tiêu được. Thế vậy thì cái việc mà sử dụng kháng sinh sẽ phải là chỉ định của các bác sĩ khi mà chúng ta dùng. Còn nếu các ông bố bà mẹ mà tự dùng các thuốc kháng sinh cho con mình, thì một là có thể có những cái mặt bệnh nó là nhiễm trùng, như nhiễm khuẩn do virus, nó cũng không có đáp ứng với kháng sinh. Khi đó chúng ta dùng kháng sinh vừa không mang lại được cái lợi ích cho em bé, lại vừa làm gia tăng cái sự rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Còn cái việc thứ hai là khi mà dùng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ thì phải có đúng về liều lượng, đúng về mặt thời gian, thì có như vậy nó mới có thể giải quyết được cái đường tiêu hóa. Thế còn nếu như chúng ta, các cái nghiên cứu trên thế giới người ta nhận thấy rằng là ở những em bé mà sử dụng các cái thuốc kháng sinh kéo dài thì nó cũng diệt chết đi các cái lợi khuẩn, trong đấy có các lactobacillus và các bifidobacterium. Người ta cũng có những cái nghiên cứu mà người ta đánh giá về tỷ lệ của các cái loại vi khuẩn này, và người ta nhận thấy rằng chúng ta chỉ dùng kháng sinh có 7 ngày thôi, nhưng mà cái tác dụng kéo dài đấy nó có thể kéo dài đến tới 24 tháng sau đấy nữa. Thế do đó là cái việc mà sử dụng kháng sinh nó cần phải có đúng chỉ định để bảo vệ cho đứa trẻ, để tránh tình trạng kháng thuốc, cũng như là để bảo vệ cho cái hệ vi sinh đường ruột. Mà một hệ vi sinh khỏe mạnh thì mới có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta dù là